Và xin giao lưu kế tiếp có mã số là 865. 865 là một cây linh sam rừng Rin Ninh Thuận. Cây này cho Rin luôn nha. Form thiên nhiên luôn. Cắt truyền luôn nha. Lũa thép Rin không tác động máy móc vậy luôn. Rin nguyên bản luôn nha. Cây này đang nằm chậu men xanh. Cây này cũng chậu này nó cũng lên cổ rồi. Cây rất là già. Rin nguyên bản luôn. Quay dài dòng. Đo kích thước cho khán giả xem luôn. Rồi, đo cái hòn ngay chỗ này là bao nhiêu? Đo cho chuyên nghiệp nha. Theo anh Sơn là phải chuyên nghiệp. Rồi, hòn 18 luôn đó nha. Chiều cao từ mặt chậu 36 luôn nha cả nhà nha. Rồi, chậu lọt lòng 16 luôn cả nhà. Rồi, cây này nhà vườn xin giao lưu là 1.500k bao ship luôn. Cả chậu luôn nha. Rồi, quay vòng vòng cho khán giả xem. 1.500k bao ship cả chậu nha. Linh Sam, rừng, Rin Ninh Thuận, lũa thép, VIP luôn. Rồi, nhà vườn xin qua cái này luôn nha.